mình sẽ tác động lên cái điểm nằm giữa ngón 5 và ngón 4 với gần ngón tay, mình nhớ là ghi nha, là mục đích làm gì, để cho nó tác động lên hệ thống thần kinh ở bán cầu giao não á, và từ đó nó sẽ chỉ đạo xuống đến cuộc sống để nó điều chỉnh. Thế nên là chúng ta nhìn này nha, tôi đẩy là 1, 2, 3, 4 rồi, chị có đau không? Đau. Đau ha. Rồi bây giờ là tôi ấn cái này, chị nghe đau không? Đau. Đau ha. Thì chị này á, là tôi chưa biết cái gì mà tôi ấn hai cái đau hết. Thì nếu mà đau chỗ này thì tôi ấn riêng một cái này xong rồi, thì ấn cái này không đau là thôi. Còn ấn cái này cũng vậy, còn chị đau hai cái tôi ấn luôn hai cái. Thấy không? Và khi ấn này xong rồi á, thì bây giờ chị cho tôi biết cái cảm giác cái lưng chị bây giờ sao rồi. Thấy thì nó thì đau không biết, thấy nó cũng hơi bớt đau, bớt là rút đít đó. Này rút đít đó. Thì chị có thể bước xuống dưới, chị đi qua một vòng, chị biết là tự lượng này, tuy nhiên không cũng được. Rồi. Như là cái chỗ này nó ít đau hơn. Nó ít đau hơn. Bây giờ chị ngồi xuống, chị đứng bên đây nè, để vô về dễ đó rồi. Chị ngồi xuống đứng dậy tôi thử coi. Không, không cần giữ từ đứng không đó. Chị ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Rồi nghe sao? Có cảm giác cũng sao? Thì cũng thấy đỡ, hồi đó thì nó có khó đứng dậy hơn. Mà bây giờ bấm cho đó xem, chị thấy dễ chịu rồi. Dạ. Rồi chị ngồi lên đây đi. Rồi mọi người biết đó, bấm cho ta mình xong rồi đó. Mọi người nếu cần thiết đó, cho chị nằm xuống đo chân lại. Rồi nằm xuống đi. Dạ. Rồi giống như nãy chị để cái chân ra ngoài. Cái chân ra ngoài chút. Nữa. Rồi nữa chút xíu nữa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đo lại. Thì mọi người thấy gì? Là hai cái này bằng nhau rồi, thấy chưa? Tại vì á, khi mình bấm cái điểm đó là nó đã ổn rồi, thấy chưa? Thành ra là ngồi dậy đi, thành ra là chị này á, chị thấy đỡ rõ ràng là vậy. Chị đi qua đi. Rồi mọi người á, thấy là cái chân nãy nó dài hơn, chân này ngắn hơn, chúng ta sẽ bấm cái chân ngắn trước, được không? À, giờ ngũ bội tâm tinh mọi người biết là gì phải không? Rồi bây giờ tôi sẽ bấm ngũ bội tâm tinh 1, 2, 3, 4, 5 phải không? Một cái, rồi khi một cái xong á, tôi quên á, cái chân này phải co lên, mềm mềm đó, rồi chân này phải co lên, rồi chúng ta cái này là phải co cái này lên, ha, và bắp, thấy chưa? Thấy không? Hai, ha, thấy chưa? Rồi bây giờ bấm cái này, mọi người lấy cho tôi miếng giấy. Kleenex. Không, giấy khô. Giấy ướt là thèm. Giấy khô á, Kleenex. Rồi, rồi. Rồi, cái này. Mình bấm ngũ bội tâm tinh mọi người học hết rồi. Thành ra là tôi chỉ bấm cho mọi người xem sơ rồi ha. Một lần nè ha. Hai lần nè. Ba lần nè. Rồi bắt đầu ở đây 1, 2, 3 ha. Giờ thầy mượn giấy nữa đi, tay cái chân như thế này, đừng có sức mấy gì hết đó. Nó trợt cái tay bấm không được, chỉ rửa sạch thôi. Rồi ok, xong rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần ép chân. Thì bây giờ là những người học ở đây là ai đâu rồi? Long nè, đứng sau đó. Long hả? Rồi nằm xuống đi. Rồi Long bắt đầu ép chân cho thầy, lấy cái băng chế ép. Cái chân làm mềm bên cũng đau dơ, cái chân nó dơ lên. Rồi em lấy cái bông á, bỏ cái khuyệu chân đó. Rồi em sẽ đưa cái đẩy vô từ từ vô cho người bệnh á, cầm tự người bệnh á. Là đó. Rồi, em phải coi lên chút cho ta dễ cầm chứ gì sao ta cầm được. Cầm ở trên đó. Rồi, em mới cầm bên cổ chân. Rồi cầm cái đầu gối. Rồi, em ép vô từ từ. Rồi khi ép vô thì thở ra, nằm xuống. Rồi, ép vô thì thở ra. Thở ra, 1, 2, 3, 4. Không nên ép mạnh quá. Rồi để vô hít vào. Không, hít vào phải có chờ thời gian. Rồi, hít vào, rồi bắt đầu thở ra. Rồi thả ra, hít vào. Đó, em làm 10 cái.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.